Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video buổi tối hôm nay, kênh Học Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ rất hay của ngôi sao số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc, ngoại tinh lai khách vương thứ nhất trên dụng chơi cờ nổi tiếng của Trung Hoa là Thiên Tiên Tịch Kỳ. Và buổi tối ngày 15 tháng 4 năm 2021, chúng ta sẽ cùng đón xem. Trong trận chiến này, vương cầm một cao thủ giang hồ đẳng cấp thần 1.1 trên Thiên Tiên. Vương cầm thiên thủ chưa tấn công bằng hệ thống quá cung pháo. Bên đen mã 8-7, bên tiên mã 2-3, xe 9-8, binh 3-1 và đường cờ tách pháo qua đường biên. Vương tự 7-5 và bên đen trong thực chiến đã chọn biến hóa mã 2-1 khởi mạng cho đường biên. Ngoài ra thì bên đen có thể đi đường cờ pháo 2-5 để tấn công bằng trung lộ và phát triển đường mạng theo đường trong. Đây là một biến hóa khá hay. Trong thực chiến thì lựa chọn của cao thủ trên dùng phương án cờ mạng theo đường biên. Bên tiên vương mã 8-7, bên đen xe 8-4, xe 1-2 và trong thực chiến thì bên đen đã không đấu xe đầu bên tiên của ngoại tinh lên khách. Tình huống này sau đó đã để cho bên tiên của vương đã phát triển rất mạnh ở đường xe. Bên đen trong chiến cục lựa chọn biến hóa cách xe đi, xe 8-4, vương tiến xe tấn công, pháo 2-4 và đường cờ sĩ 6-5. Bên đen xe 1-2, bên tiên vương xe 2-3 và đang có thế tranh công, tượng 3-5 và đường cờ vật cây ngay. Bên đen xe 4-2 và bên đỏ của vương nhẹ nhàng cầm phương án xe 9-8. Sau khi bên tiên của vương đi đường cờ ra xe lộ 8 thì các bạn thấy được là cái hình công của bên đỏ đang khá mạnh. Trong khi đó thì các quân của bên đen đứng ở vị trí tương đối tản mát và không có lực. Mã 7 thoái 5 tránh đòn, vương tiếp theo một đường cờ rất hay để tấn công ở phương án pháo 8-4 ngay để tấn công vào trung lộ. Trong thực chiến thì các bạn thấy được là bên đen đã ngay lập tức đi binh 3-1 để tránh tình huống cho pháo vật tốt đầu. Chúng ta có thể thấy thêm trong biến hóa mà bên đen mã 1 thoái 3 thì đây là cái biến hóa khá yếu khi mà vương sẽ không chế được trung lộ ngay. Dù có đấu xe thì bên đỏ vẫn rất là mạnh trong bối cảnh trên. Trong thực chiến của trận đấu này thì bên đen không muốn vương cho vương phát triển đường cờ pháo vật và tốt đầu đã lập tức đi tình huống cờ binh 3-1. Bên tiên vương xe 3-5, các bạn thấy là cái đường công của bên đỏ đang khá lộng, trong khi đó thì cờ với việc hơn các đồ tốt, đây là một cái bối cảnh mà về sau bên tiên rất mạnh khi thi triển về phần cờ đàn. Mã 5-3, bên tiên vương phó 8-1 quét tốt và đây là cái biến hóa về sau đấu tan mà chúng ta thấy được là bên đỏ đang khá yếu khi mà bên tiên của vương còn tới 5 con tốt, trong khi đó thì các đội quân của tốt của bên đen chỉ còn có 2 con. Trong thực chiến thì lựa chọn của bên đen là phương án tiến xe để có thể ăn đường cờ mã 3-5 đấu cờ tan đối với ngôi sao số 1 của làng cờ tướng Trung Hoa. Tuy nhiên chúng ta thấy được đây là biến hóa không hay khi tác chiến cờ tan. Ngoài ra nếu mà bên đen đi tình huống cờ tiến binh biên thì có phần tốt hơn. Mặc dù vậy đây vẫn là cái bối cảnh mà bên đỏ đang có lợi thế khá nhiều khi dư được các đồ tốt. Trong thực chiến của trận đấu trên thì bên đen dùng phương án phế xe, phế trước đoạt sau, vương cho tướng ăn qua và mã 3-5. Từ hình cờ trên chúng ta thấy được đây là một cái cờ tàn pháo mã mà bên đỏ đang tỏ ra quá vượt trội so với bên đen. Trong thực chiến của trận cờ thì vương dùng phương án cờ binh 5-1. Ngoài ra bên đỏ có thể dùng phương án pháo vật qua tốt biên thì vẫn là biến hóa mà bên đỏ chiếm hoàn toàn lợi thế về sau. Trong thực chiến của trận đấu này thì bên tiên của vương cầm phương án binh 5-1 tiến tốt đầu để tấn công. Bên đen mã 5-4, bên tiên của vương phát triển binh biên làm hạn chế sức tấn công của đường mã A biên. Pháo thoái 1, mã 8-9 và đường cờ đóng pháo vào trung lộ để tấn công. Bên đỏ của vương nhẹ nhàng cho pháo 1-2. Bên đen mã 1 thoái 3 và vương phát triển đường mã qua. Đây là một cái vị trí tấn công rất mạnh khi mà với lực cờ của vương kết hợp cùng với hệ thống tấn công như trên, các bạn thấy được là bên đen sẽ không thể thủ được trong bối cảnh này. Mã 3-4 tập trung tấn công vào trung lộ. Vương binh 5-1, một đường cờ tiến tốt khá hay, đang có thể bắt mã. Mã 4-6 và vương đã có thời cơ được tách đường tốt qua để tránh đòn. Bên đen pháo 5-4, bên tiên của vương đi tiếp một đường cờ khá hay, phương án vách xích qua để mở đường tấn công. Các bạn thấy được trong thực chiến thì bên đen đang bị uy hiếp ở đường mã đã phải thoát đi, bởi nếu mà sai lầm cầm phương án mã chém sĩ thì bị thua ngay khi mà bên tiên sẽ có thủ pháp tiến binh là mất cây. Trong thực chiến thì đường cờ vén xích qua chúng ta thấy được cái trình độ xử lý cờ tàn rất cao của vương. Bên đen trong thực chiến lựa chọn biến hóa thoát mã đi, bên tiên vương xị 4-5, tách pháo qua và tiếp theo đường cờ tiến binh không cho bên đen có thủ pháp ăn cây.
phá một bình 7. Tiếp theo là giặc có biệt những đường cửa tấn công trong vô vọng. Bên đỏ ngoại kinh lên khách mã 3-4. Bên đen mã 6-4 và vương trò tiến mạng tấn công. Chạy vào tiến binh biên, các bạn thấy là một vài nhịp chuyển cây. Tuy nhiên thì bên đỏ đang có quá nhiều lợi thế trong bối cảnh này. Vương trò phá 7 thoái 3. Ép buộc là bên đen phải thoát mã về và tiếp theo thủ pháp bay mã qua để tấn công. Thoát qua và vương ăn ngay, hai bên cùng nhau đấu quân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được là bên đỏ đang có lợi thế khi đã thoái đường cờ mạng 6-4 về để có thể chiếu tướng, khiến đường tướng của bên đen trở nên trông chênh hơn trong hình cờ trên. Bay qua và đường cờ quét có biệt, cậu thấy liên tiếp là những thủ pháp tranh nghiệm rất hay của ngoại tinh lên khách. Bên đen xị 4-5, vương cho thoái mã về. Chúng ta thấy được thì bên đen đã không đấu mã trong bối cảnh này, bởi nếu mà đấu mã như vậy thì về sau cũng thua về cờ tàn. Khi mà số lượng tốt của bên tiên là quá mạnh trong hình cờ trên, trong thực chiến của trận cờ thì bên đen đã thoát mã ngay. Mã 6-8, bên tiên vương bay mã qua, cản mắt tượng và tiếp theo thủ pháp tiến binh đang đe dọa đường cờ sắt chiêu bằng mã 5-7, bên đen đã phải hạ si về để tìm đường thoát cho tướng. Vương tiếp tục tiến binh tấn công, tướng qua và đường cờ thu mã về. Bên đen mã 3 thoái 5 chém tượng, bên tiên với bộ 3 tấn công quá mạnh lập tức anh tung chiêu bằng đường cờ binh 6-1 để nhập cục. Các bạn thấy được trong thực chiến của trận hình thì bên đen đã phải chạy tướng qua lộ lục ngay. Bởi nếu mà xuống tướng thì cũng thua khi mà bên tiên của vương sẽ có tình huống cờ thả mã 5-4 là tuyệt sát ngay. Thực chiến của trận cờ thì bên đen chạy tướng qua lộ lục, tuy nhiên thì bên đỏ vẫn tung ra một đường tấn công sát chiêu và bên đen đã phải buông cờ ngay sau đó. Vương nhẹ nhàng cầm mã 5-3 để kết thúc cuộc chơi. Sau hình cờ này thì bên đen cũng đã phải buông cờ xin thua. Bởi chúng ta thấy được đánh tiếp bắt buộc phải đưa tướng lên đầu 3, khi đó thì bên tiên sẽ có tình huống cờ thoái mã về trung lộ để chiếu sát ngay. Như vậy kênh học của Tuấn Online vừa phân tích và bình luận nhanh cùng các bạn một ván cờ online của ngoại tinh lên khách vào ngày 15 tháng 4 vừa qua trên sân chơi online của Trung Hoa là Thiên Tự Thực Kỳ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh. Sau đây xin mời các bạn cùng nhau theo dõi lại một lần nữa toàn bộ diễn biến của ván đánh trên. Thank you.